23 tuổi, ngươi đi cùng Phan Uy đến Thần Quyền Tông. Trên đường đi, Phan Uy bàn bạc với ngươi phương án hành động sau đó. Ngươi bày tỏ rằng mọi chuyện hãy dĩ hòa vi quý, nếu Quyền Thần Tông không chịu phối hợp thì cũng không cần phải cưỡng ép. Sau khi đến Quyền Thần Tông, ngươi quan tâm hỏi han tông chủ của Quyền Thần Tông, ngươi tỉ mỉ phát hiện rằng ông ta đang bị trọng thương. Chỉ là không muốn thể hiện bản thân yếu thế trước mặt người ngoài, nên cố ý bày ra bộ dáng huyết khí hừng hực như thế. Hình ảnh mô phỏng. Thảo nào ở những dòng mô phỏng trước tông chủ dù đã biết vị trí của yêu ma nhưng bản thân lại không ra tay giải quyết nó, thì ra là ông ta bị nội thương. Đừng nói là bị thương khi đấu với yêu ma đó chứ. Nếu bây giờ đã biết là đối phương bị nội thương, có lẽ có thể lợi dụng điều đó mà trao đổi chăng? Ngươi làm đi ám thị cưỡng ép của Phan Uy, trực tiếp ngửa bài với tông chủ của Quyền Thần Tông, tỏ rõ ngươi đã biết ông ta bị nội thương, ngươi bằng lòng trị thương cho ông ta mà không cần báo đáp. Phản ứng đầu tiên của tông chủ Quyền Thần Tông là cảnh giác, ông ta không thể hiểu được tấm lòng lang y của ngươi. Ngươi đưa ra một lọ đan dược trị thương trước, bảo ông ta tìm một người đáng tin đến để kiểm nghiệm hiệu quả của đan dược. Hình ảnh mô phỏng. Lần đầu gặp gỡ đã chưa bệnh cho người ta, mà lại còn không thu lợi lộc gì, y giả nhân tâm này cũng quá bác ái rồi. Sau khi tông chủ của Quyền Thần Tông kiểm nghiệm xong, phát hiện đúng là đan dược trị thương của ngươi đưa thật sự rất có ích. Ngươi phát hiện trừ tông chủ ra, thì các đệ tử của Quyền Thần Tông ai nấy đều bị nội thương ở các mức độ khác nhau, ngươi chủ động giúp người của cả Quyền Thần Tông điều chỉnh khí huyết. Ban đầu Phan Uy muốn khuyên ngăn ngươi, nhưng không biết vì sao sau đó lại bắt đầu cố gắng hỗ trợ ngươi chẩn đoán cho các đệ tử của Quyền Thần Tông. Vì tấm lòng lang y quan tâm giúp đỡ của ngươi, mà không ít đệ tử của Quyền Thần Tông tỏ ra kinh phục ngươi không thôi. Hình ảnh mô phỏng. Mẹ nó, vậy mà cũng được à? Vào một tối nọ, ngươi chìm vào giấc mộng, một bóng đen xông vào phòng nơi ngươi tạm ở. Lại phát triển theo hướng này sao? 50 lượng vàng của ta lại đổ sông đổ biển hết rồi sao? Hở, có chuyện gì thế này? Sao hình ảnh tổng kết sau khi kết thúc của giả lập vẫn chưa hiện ra? Vào một tối nọ, ngươi chìm vào giấc mộng, một bóng đen xông vào phòng nơi ngươi tạm ở. Sau khi ngươi tỉnh lại, bất ngờ phát hiện bản thân đang ở sâu trong núi, trước mặt là một người đeo khăn bịt mặt đen với dáng người cực kỳ quen thuộc. Người đó nói rõ tình hình cho ngươi biết, hóa ra tông chủ của Quyền Thần Tông lòng đầy gian trá, tâm địa đen tối, cho rằng ngươi chữa bệnh cho những đệ tử của Quyền Thần Tông là có mục đích khác, vậy nên định ra tay trước chiếm lấy ưu thế, cử người đến đó ám sát ngươi. Nhưng những ngày qua ở cùng ngươi, hắn thật sự tin rằng ngươi thật sự có tấm lòng y đức, quan tâm bình đẳng từng người một. Ngươi là một người có đức thật sự, nên hắn quyết định làm trái lời của tông chủ, lén thả ngươi đi. Ngươi với người đó tạm biệt nhau, mọi thứ vẫn như vậy không có gì thay đổi, sau này hẹn gặp lại. Sau đó, ngươi mai danh ẩn tích, chu du bốn bể, chữa bệnh cứu người. Hình ảnh mô phỏng. Không ngờ tình tiết lại có chuyển biến rồi, cái này là người ở tốt ắt gặp điềm lành đây sao? 24 tuổi, chu du bốn bể, trị bệnh cứu người. 25 tuổi, chu du bốn bể, trị bệnh cứu người, ngươi dần dần có chút tiếng tâm. 26 tuổi, hoàng đế băng hà, thiên hạ đại loạn, trong thời thế loạn lạc, ngươi vẫn không thay đổi tấm lòng y đức của lang y, cố gắng hết sức để chữa bệnh cứu người, thu nhận chăm sóc những người dân bị mất nhà cửa lưu lạc do chiến tranh. Ngươi dẫn dắt những người dân đó lui vào rừng lánh nạn, lập nên một ngôi làng và ngươi đã đặt tên cho ngôi làng đó là Đào Nguyên Thôn. 27 tuổi, ở ẩn tại Đào Nguyên Thôn, vui mừng đắc ý. 28 tuổi, ở ẩn tại Đào Nguyên Thôn, vui mừng đắc ý. Hình ảnh mô phỏng. Trong thời thế loạn lạc, có một nơi yên ổn để sinh sống quả thật là không dễ dàng gì. Nhưng ta trong dòng giả lập này có thể có chút cầu tiến được không? Như hàng ngày luyện công chẳng hạn, nếu không ta sao có thể mạnh lên được. 34 tuổi, ở ẩn tại Đào Nguyên Thôn, vui mừng đắc ý. 35 tuổi, ở ẩn tại Đào Nguyên Thôn, vui mừng đắc ý. 36 tuổi, thuần dương chân công có thêm bước tiến, đạt đến trình độ cao thủ hạng 2, giới hạn trên tuổi thọ cũng tăng lên với biên độ nhỏ. 37 tuổi, ở ẩn tại Đào Nguyên Thôn, vui mừng đắc ý. Hình ảnh giả lập. Hay lắm, ít nhiều thì ta trong dòng giả lập này cũng đang luyện, có cơ hội trở nên mạnh hơn rồi. 38 tuổi, ở ẩn tại Đào Nguyên Thôn, vui mừng đắc ý. 39 tuổi, ở ẩn tại Đào Nguyên Thôn, vui mừng đắc ý. 40 tuổi,
thành công tu luyện thuần dương chân công, trở thành cao thủ hạng 1, cách ngày trở thành yêu ma võ giả chỉ còn là thời gian, giới hạn trên tuổi thọ cũng tăng lên với biên độ nhỏ. Hình ảnh mô phỏng. 40 tuổi mới tu luyện thành cao thủ hạng 1 sao? So với dòng thập lý pha kiếm thần thì hiệu suất tu luyện này cũng quá thấp rồi chăng? Nhưng hiện giờ thấy được, đây đã là dòng giả lập được nhất rồi, tiếp theo là mong hắn chết nhanh chút, đừng tiếp tục tiêu hao tuổi thọ nữa, rồi ta có thể kế thừa sức mạnh này rồi. 41 tuổi, ở ẩn tại Đào Nguyên Thôn, vui mừng đắc ý. 42 tuổi, ở ẩn tại Đào Nguyên Thôn, vui mừng đắc ý. 43 tuổi, ở ẩn tại Đào Nguyên Thôn, vui mừng đắc ý. 44 tuổi, ở ẩn tại Đào Nguyên Thôn, vui mừng đắc ý. Này, đừng có vui mừng nữa được không hả? Nếu vậy thì ta thành chết già mất. Mau xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đi, uống nước mắc nghẹn chết cũng được, đi đường té chết cũng được, mau chóng để ta chết ở dòng giả lập này đi. 44 tuổi, ở ẩn tại Đào Nguyên Thôn, vui mừng đắc ý. 45 tuổi, vì sống ẩn dật lâu ngày, ngươi đã giác ngộ ra một bộ công pháp tu tâm dưỡng tính là ở ẩn để nhàn nhã. Ngươi đã dạy nó cho những người già trong thôn, cùng nhau tu tâm dưỡng tính. Tuy bộ công pháp này không thể khiến cho ngươi mạnh hơn, nhưng có thể giúp ngươi duy trì trạng thái yên bình. 46 tuổi, ngươi tiến thêm một bước với lĩnh hội đạo thuật, rút lấy hỏa linh căn luyện ra linh phù. Tố tâm tạo vật pháp cũng được thi triển bằng tiên linh phù, vật tạo ra có thể khí thế xuất hiện trước mặt yêu ma võ giả. Trình độ ở phương diện giả thần giả quỷ của ngươi được nâng lên một tầm cao mới. 47 tuổi, ngươi cụt hướng, lại bắt đầu tiếp tục với thuần dương chân công. 48 tuổi, sau một năm tìm tòi nghiên cứu, không ngờ ngươi đã kết hợp được khí huyết sau khi luyện thành thuần dương chân công với hỏa linh căn trong cơ thể, phát triển ra phương pháp sử dụng linh lực của hỏa linh căn bằng khí huyết. Khí tức hỏa diệm của hỏa linh chú được phóng ra cũng có thể tùy ý điều khiển, tuy là uy lực giảm mạnh, nhưng được cái là nhạy bén trong thời gian dài. Ngươi kiểm soát khí tức hỏa diệm, tự tạo ra nhiều chiêu thức, đặt tên là 18 chiêu viêm tức. Hình ảnh mô phỏng. Phụt, cái cảm giác nhưng đã từng trải qua 18 chiêu viêm tức cũng quá mãnh liệt rồi đó, cả thiếu niên nhiệt huyết, ý giả nhân tâm cũng không kịp nhường. 49 tuổi, lúc ngươi đang hái thuốc bỗng phát hiện ra một binh sĩ đang bị thương nặng, ngươi đưa hắn về làng. Sau khi chăm sóc cẩn thận cho người lính, ngươi mong hắn đừng nói về Đào Nguyên Thôn cho người ngoài biết, hắn nói đồng ý rồi rời đi. Xong 3 ngày sau, một nhánh quân xông vào trong làng, cướp bóc lương thực, chà đạp phụ nữ. Để bảo vệ người dân trong thôn ngươi đã xảy ra đại chiến với tướng quân thủ lĩnh, nhưng không ngờ đối phương lại là yêu ma võ giả. Đối phương đã từng xảy ra vô số trận chiến, khí huyết yêu ma mãnh liệt không gì sánh bằng, tuy hỏa linh chú của ngươi uy lực cường đại. Về lý thuyết có thể đánh tan khí huyết lĩnh vực yêu ma võ giả và giết chết hắn, nhưng không đánh chúng, mọi thứ đều chỉ là lý thuyết. Nhưng ngươi chỉ có thể dựa vào sự biến hóa khôn lường của 18 chiêu viêm tức, so với đạo thuật bình thường thì càng nhạy bén khó phòng, vật lộn với đối phương nửa canh giờ. Cuối cùng cái giá phải trả là tính mạng, làm tên tướng quân bị thương nặng, tranh thủ thời gian cho dân làng chạy trốn, ngươi đã tận lực rồi. Hình ảnh giả lập. Yêu ma võ giả cũng mạnh quá rồi chăng? Cho dù đã luyện thành thuần dương chân công, còn nghiêm túc phát triển ra 18 chiêu viêm tức, nhưng khi chém giết sinh tử trực diện, cũng không thể một đấu một mà thắng được yêu ma võ giả ư. Thói đời thối nát này, người lương thiện không có sức mạnh, chỉ có thể làm kẻ yếu mặc cho kẻ khác chà đạp. Lần giả lập này, ngươi có thể nhận mọi sức mạnh ở tuổi 49. Kế thừa sức mạnh này thì số tuổi ngươi đã tiêu hao ở dòng mô phỏng cũng sẽ thành hiện thực. Tuy ngoại hình ngươi sẽ không thay đổi, nhưng xin hãy suy nghĩ thận trọng. Hừ, tuy là có thu hoạch, nhưng một khi kế thừa thì trong chốc lát tuổi thọ cũng sẽ đến 49 tuổi nếu suy nghĩ kỹ. Vu Thanh Tâm, Phan Uy muốn, ta cũng muốn. Nếu lấy được Vu Thanh Tâm để làm nguồn thăng cấp, ta đến kinh thành ít cũng có thể lăn lộn thành quốc sư, nếu thật sự có thể tận dụng nguồn tài nguyên của hoàng đế luyện ra thuốc trường sinh. Ừ. Ta trong dòng mô phỏng đối đầu với tên tướng quân nó hết nửa canh giờ, nếu không phải vì cứu người, chắc là cũng có thể chạy thoát. Như vậy xem ra, sau này đi theo Phan Uy đến Quyền Thần Tông ít nhất cũng tự bảo vệ được. Huống hồ chi là ở ẩn để nhàn nhã ta tự sáng tạo ra, đó lại có thể duy trì tâm ta ở trạng thái yên bình. Nói không chừng có thể đối đầu với ý chí tàn bạo ngược đãi của yêu ma nguyên tinh. Liều luôn, ta chọn kế thừa. Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thông báo về tập mới sớm nhất nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể ủng hộ tụi mình bằng cách cày view,
trên các nền tảng trên hoặc đầu nét để giúp tụi mình có thêm động lực, kinh phí dịch chuyện nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.